Và kính thưa quý vị, trong khi đó thì khu vực chung quanh ngôi đền Al-Fatah đã yên tĩnh trong sáng nay sau khi diễn ra nổ súng giữa người trong ngôi đền và lực lượng an ninh. Ngày hôm qua thì cảnh sát đã bắt giữ những người biểu tình trú ẩn trong ngôi đền. Đám đông chống Huynh đệ Hồi giáo tập trung tại ngôi đền đã la ó, chửi mắng người biểu tình và hành hung ký giả ngoại quốc thu hình tại hiện trường. Một số người ủng hộ Huynh đệ Hồi giáo đã vào ngôi đền tạm trú sau khi cuộc biểu tình ngày tức giận đã bị đàn áp, làm cho 95 người bị thiệt mạng. Trên 700 người ủng hộ Tổng thống Morsi bị lật đổ đã bị thiệt mạng trong thời gian 4 ngày qua. Các nước Âu Châu không cảm thấy an tâm với người Hồi giáo cầm quyền ở Ai Cập, nhưng cũng không cảm thấy thích đáng khi chính phủ dân cử bị lật đổ đã mạnh mẽ lên án việc đàn áp. Tuy nhiên, việc đàn áp đã được Saudi Arabia ủng hộ. Vương quốc này lo sợ tư tưởng Huynh đệ Hồi giáo sẽ làm nguy hiểm cho chế độ quân chủ. Bà Asma Saad là một người dân địa phương nói, quân đội và cảnh sát đã lừa gạt người dân, họ đã nói sai về những người bị giết, họ tuyên truyền sai trên đài truyền hình. Muốn biết sự thật, phải xem các đài truyền hình ngoại quốc. Đổ thừa Huynh đệ Hồi giáo tạo ra đổ máu, Thủ tướng Hashem al-Beblaqui đề nghị giải tán Huynh đệ Hồi giáo.